Hello, welcome back to the Time Hero. Rồi. Xe đẹp đấy. Wow. Giờ ta sẽ zoom lên. Trượt màn hình. Vãi. Thốn thế nhỉ. Chọn con xe khác đi, đẹp không? Láo thật. Xe nào? Wow. Cậu bắt đây này. Siêu bom luôn. Ôi giời, chơi vậy. Chắc là phải chuyển sang một đối thủ khác. Đây, con này chưa đâu. Super Tank à? VIP mà có. Xe bắn. Hai boss. Cái này đi nó bàn nó cũng không theo luôn. Đóng băng rồi, đóng băng rồi. Đánh lại đóng băng rồi. Kia cho này chơi. Bài 6 sai mình hết. Now it's time for everybody's favorite subject, math. We're doing fantastic. Part 1. Problem 3. We're doing fantastic. Now it's time for everybody's favorite something. Sweep. Bấm nhầm rồi. No. Đơ luôn. Looks like it's sweeping man. My God. trời đang xây dựng không đi được. Oh my God. Chết. Chúng ta lao. Jami Tsunami. Oh.
Đông quá. Mình đàn zombie ra rất đông. Để phát đến đây nào. Trường luôn. Xem nào. Ủa cái gì đấy? Cái gì vậy? Yeah. Hàm cá mập. Cái siêu hàm cá mập. Cắn kinh thế. À, bắn sóng âm. Trong này phải gặp một đối thủ nó xứng tầm cơ, chơi toàn cá bé này chưa gì. Sứa thì chơi gì ít nhất là phải chọn một con sứa to khổng lồ ra đây. Số điện quá là đẹp luôn. Chi mà nó ra defend. Anh em một hàng ngang tập hợp chứ còn biết làm thế nào. Ah.
Attack! Tấn công nhỉ. Attack. Lại chửi. Con sai rồi hết chúng ta tỏi. Khả năng là vẫn ăn. Chơi scan cứ chưa. Oh, there's a competition going on. Well, of course, I'm going to win. Xong rồi này. Ta vào phòng này đúng không? Go out. Bị đuổi sấp mặt. Yeah, chúng ta đi chơi game Steam Master. Thank you.
Chimbo King. Chắc rồi, cái này có bot. Sóc. Streets, crowds of people, and never-ending traffic. You start dreaming of trees growing right outside your window and singing birds, and then one day you get a letter. Hello. Oh my God, cái gì thế này? Lại chơi xếp hình thế này. Không có chuyển biến thì không thì chơi sẽ chạy game quảng cáo kiểu nông trại. Xây. Oh, đây kiểu như một cái game nông trại vẻ mà đồ họa nét hơn. Oh, chúng ta phải làm á, phải xếp kim cương thì mới làm được. Cùng đông thế. Oh, sao lại sang cái này nhỉ?